Rồi, bây giờ hôm nay thầy trò chúng ta sẽ sang chủ đề mới. Sau bài phương trình B2 thì cũng có một dạng bài rất trọng tâm. Dạng bài này cũng xếp dưới dạng tầm 9 điểm đổ về. Đó là dạng bài tập hợp điểm biểu diễn số phức. Cái dạng bài này nếu mà phần dễ nhá, nó sẽ có một câu hỏi riêng là tìm tập hợp điểm biểu diễn của một cái biểu thức liên quan đến số phức Z. Đây là mức độ đến 8 cộng thôi. Còn nếu mà là 9 cộng ấy, thì cái việc em tìm tập hợp điểm này nó là một bước trong một cái bài toán to là tìm min max số phức, hoặc là một cái bài toán nâng cao hơn về số phức, được chưa? Cho nên về cơ bản là cái kỹ thuật tìm tập hợp điểm mà mình vẫn phải biết làm. Thì cơ sở đầu tiên là mình đã học là gì ạ? Nếu thầy cho một số phức Z bằng x cộng y, thì một số phức điểm biểu diễn của nó trên hình học là một điểm, được chưa các bạn? Và điểm M tọa độ là gì đây? X y. Nhưng bây giờ chúng ta mở rộng ra sẽ phức tạp hơn rất nhiều, liên quan đến đường thẳng, đường tròn, rồi cả gì đấy, elip. Ghi cho thầy chủ đề. Nào, một là mai lý thuyết. Để làm bài tập hợp điểm biểu diễn này thì mặc định chúng ta sẽ đặt z bằng x cộng y nhá, tức là đưa về tọa độ y. Chỉ có được bằng x y thôi thì các em mới nhìn ra được cái phương hướng đi giải quyết vấn đề. Đấy. Được chưa? Bước 1 là đặt mặt z bằng x cộng y. Bước 2 là các em sẽ thay vào biểu thức. Biểu thức là gì nó tùy từng đề bài, được chưa? Nhưng mà cứ đặt như này thay vào biểu thức. Và tiếp theo chúng ta sẽ phải biến đổi. Đấy. Biến đổi. Sau đấy các bạn giúp họ. Và giúp họ xong xuôi ấy thì các em sẽ đọc được là nó rơi vào cái phương trình dạng nào. Đấy, phương trình dạng nào là của đường thẳng hay đường tròn. Ở đây thì được gọi cái bước là bước đọc kết quả. Thầy sẽ ghi lại cho các em những cái loại đường mà các em hay gặp nhá. Nào, đây, bước đọc kết quả thầy sẽ ghi ở đây cho nó thoải mái. Thứ nhất là y bằng ax cộng b, hàm số bậc nhất, thì chúng ta đọc kết quả là một đường gì? Đường thẳng. Hoặc là có một phiên bản khác, đó là ax cộng by cộng gì? Cộng c bằng 0. Đây cũng được gọi là một phương trình đường gì? Đường thẳng. Tức là chỉ cần chuyển y sang thôi, nó sẽ là thành cái dạng này. Nghiêm cấm này, số phức là làm việc trong mặt phẳng OXY, không liên quan đến hình OXY gì, YZ. Rất nhiều thằng đọc nhầm sang phương trình mặt phẳng nhé. Đúng không? Có nhớ không? Các bạn nhìn giống phương trình mặt phẳng không? Phương trình mặt phẳng phải có thêm tọa độ gì đây? Z. Số phức của tôi chỉ làm trong hình mặt phẳng thôi nhé, không có số mặt phẳng hay cái mặt cầu đâu nhé. Nhớ chưa? Thôi đọc sai đấy. Tiếp theo là dạng đường tròn này. X trừ A tất cả bình cộng y trừ b tất cả bình bằng r bình, thì đây sẽ được gọi là đường tròn. Và dạng biến thể của đường tròn ấy, có những bài em thay vào nó không ra như này đâu, thì nó ra một cái dạng khác. Đấy, cái này hoàn toàn kiến thức lớp 10 này. X bình cộng y bình trừ 2 ax trừ 2 by cộng c bằng gì? Bằng 0. Có giống phiên bản tổ giải của mặt cầu không? Y xì bỏ z đi thành đường tròn, được chưa? Và thứ ba, cái này là hàng hiếm đây này. X bình trên A bình cộng Y bình trên B bình bằng 1. Thì đây được gọi là A gì? Elip. Elip là chương trình lớp 10 các em có học nhá. Tức là người ta hoàn toàn có thể hỏi các em trong đề thi tốt nghiệp. Đúng rồi, elip. Và cuối cùng
là y bằng ax bình cộng b cộng c thì là parabol. Các anh nhìn dễ rồi đúng không? Quá dùng quá nhiều rồi. Đấy. Thường là các cái bài thi của các em loanh quanh là 1 2 3 4, 4 cái dạng này thôi. Xong chưa? Nào. Thôi quay trở về đi. Quay về cuộc sống thực tại đi. Nào các em nhìn lên bảng. Chúng ta sẽ đi thẳng vào phần bài tập nhá. Và thầy sẽ đi thẳng vào dạng 2 luôn. Dạng 1 rất là dễ rồi, các em về tự làm. Hai nhỏ dạng 2. Tập hợp điểm. Là đường thẳng. Nào bơ kem nhìn lên bảng nào. Có muốn nghe mẹo không? Bài này dùng được mẹo nhiều với tập trung nghe này. Thầy sẽ nói bản chất trước nhá. Nghe nào. Nếu bài này thì làm mẹo này thì và so với việc làm tay ấy, thì làm mẹo nhanh hơn hẳn. Nhưng cái mẹo này cũng đi từ bản chất nhá. Đầu tiên, như mọi khi chúng ta làm bản chất thì cứ bài toán hỏi tập hợp điểm biểu diễn, các bạn thấy chưa? Thì việc đầu tiên của các em sẽ đặt là z cộng x bằng y gì? Y. Được chưa các bạn? Và chúng ta sẽ thay vào đây thì chúng ta có gì ạ? X cộng y cộng mấy? Cộng 2. Và bằng x cộng y trừ y nhỏ chưa? Đúng không cả lớp? Và đây là mô đun của một số phức rồi. Thì em sẽ tách riêng phần thực phần ảo và em dùng công thức mô gì? Mô đun. Đến đây thì ngày hôm nay thì mình đẳng cấp rồi, mình không cần phải làm được đấy nữa, mình nhẩm luôn. Trong cái số phức này đâu là phần thực? Không nhân với y nhỏ là phần thực chưa? Thực bình phương là x cộng 2 tất cả gì? Bình. Đây là phần ảo đúng không em? Được chưa các bạn? Anh bên này phần thực là có mấy thôi, vì hai ông này là cho y nhỏ rồi. Thực bình này. Này em có nhầm được phần ảo không? Rút y nhỏ ra thì là y trừ mấy? Y trừ 1. Đấy. Nào thầy dừng ở đây, các em hiểu chưa đã? Nhờ. Đến đây làm đúng một bước nữa là gì? Hai vế đều có gì? Có căn. Thầy giang bình phương hay gì? Hai vế. Thì suy ra điều gì? Đấy. Nào. Bạn bình thường thì bạn xem bình phương lên hai vế thì mất căn rồi nhá. Bạn xem bằng thức đúng không? Nhưng học thầy giang thì thầy bảo rồi, viết càng tối giản càng tốt. Đấy là với những thằng nào học khá mới cả viết chắc học chắc nhá. Còn mà viết ẩu ẩu hay quên thì thôi, ông cứ học bằng thức ra cho chắc. Đi thi cũng một câu mà mình làm cẩn thận thôi. Học bằng thức ra thì thằng này có gì? X bình cộng với cả 4x cộng mấy? Cộng 4 chưa? X bình giống nhau chưa? Vứt luôn được chưa các bạn? Vậy dư là 4x cộng mấy? Cộng 4 ở bên trái. Bên này mình có y bình không các em? Nếu thầy thì hẳn nó rước ra là y bình trừ 2y cộng mấy? Y bình bỏ đi các em, hai vế bằng nhau mà. Vậy bên này chỉ còn trừ 2y cộng mấy? Cộng 1. Xong nhớ các bạn. Chuyển hết sang một vế thì là 4x cộng 2y cộng 3 bằng 0. Tự tin được khoanh đáp án nào đây? Đáp án nào nhỉ? B và D sai đúng không? A đúng không? Đầu tiên nhá, các em nhìn cho thầy Giang này. Khi em gặp một cái biểu thức số phức như thế này thì chúng ta sẽ có cái bước nhìn góc nhìn rất đơn giản như sau này. Thứ nhất là số phức Z của mình ý, điểm biểu diễn có phải là điểm M tọa độ ấy gì không? Được chưa các em? Thì ở đây là trị tuyệt đối. À không phải, nói về trị đối nhầm là mô đun. Mà buổi đầu tiên thầy nói với các em là mô đun là bản chất đó là khoảng cách từ điểm này đến điểm kia, được chưa? Đấy. Mô đun các bạn hiểu là khoảng cách. Z ý, thì là điểm biểu diễn là M rồi. Thế đây là có một cái hằng số nào đấy đúng không? Nó sẽ có một điểm biểu diễn đi kèm. Thì nguyên lý như này. Trước khi em xác định tọa độ của cái điểm bên cạnh ấy, em phải đảo dấu trước. Ở đây dấu là mấy? 2. Thì đảo dấu là trừ mấy?
trừ 2 mà nó chỉ có phân tử chưa? Vậy tọa độ điểm này thì gọi điểm A. Với điểm A ở đây chúng ta đọc là gì? Trừ 2, không. 2 thì đảo dấu thành trừ 2 chưa? Nó có mỗi phân tử thôi thì phải là bằng 0 chưa? Xong chưa cả lớp? Tức là về bên trái của tôi ấy, nó đang là MA. M là biểu diễn số vức Z, còn A là điểm biểu diễn số vức trừ 2 không. MA là điểm biểu diễn số vức của là, số vức là trừ 2 cộng với cả 0 y ấy. Z mà nhỉ? Z là M chưa? Đây này, Z bằng x của y đây, điểm biểu diễn là một điểm M. Em cứ nhìn theo nghĩa là một biểu chất, em tách đôi ra. Thằng Z là điểm M, ghi M ở đây chưa? Số vức này ở đây nó đang là mấy đây? 2. Để xác định tọa độ của nó, chúng ta có mẹo là đảo gì? Đảo dấu. Ok không ạ? Đảo dấu thì thằng này là 2, thì có phải là trừ 2 không không? Chỉ có thực cơ mà, không có ảo. Thế là ảo bằng 0. Loát đồng đấy. Ok chưa? Đây mẹo chưa một tí nữa thì chứng minh được thằng này sau nhá. Nào bên này này, Z đúng không? Thì vẫn là M chưa? Ông trừ y này này, thì điểm biểu diễn số này là gì? B. Nhưng B tọa độ là bao nhiêu? Trừ y các bạn đảo gì? Đảo dấu. Đảo dấu là y chưa? Y tức là phần thực là mấy? Không. Trời ơi, y thì phần thực là không chứ. Phần nào là mấy? Thì tọa độ là không gì? Nhẩm sai là thôi mẹo lần thì không làm tay cho tôi. Đúng, thì bởi vì chúng mày có hiểu mẹo đâu, chúng mày sẽ tay nhanh hơn. Chúng ta có tập hợp điểm biểu diễn của mình sẽ là gì? À không phải tập hợp điểm biểu diễn mà cái điểm à, mà cái đề bài người ta cho chính là MA bằng M gì đây? MB. Khi em làm câu này em sẽ thấy nhanh hơn, nhưng sang những câu khó em hiểu theo được cái nghĩa này, nhiều bài toán làm cực kỳ nhanh. Không phải tại sao để dạy cho các bạn đâu. Bây giờ các bạn nhìn thấy là nhìn nhá. Thế cái phương trình của mình ấy, ở đây quy luật là gì? MA bằng MB đúng không? Tập hợp điểm M của chúng ta là gì đây? Cái kỳ con khỉ. Còn nhớ là nếu mà một điểm M cách đều hai điểm cho trước ấy, thì tập hợp điểm của nó là một đường chung gì? Đường chung trực. Còn nhớ cái đấy không nhỉ? À, có hiểu đấy. Điểm A biết rồi này, điểm B biết rồi chưa? Tất cả những điểm nằm trên đường trung trực này thì luôn cách đều A gì? Thế đang nói cho em những cái góc nhìn này để em làm những bài toán nâng cao hơn. Còn đương nhiên là thì nó là bản chất nó rất là dễ rồi. Hiểu cái gì đó không ạ? Các bạn loát được cái này không nhỉ? Xong chưa? Đang giải thích thôi. Cái kỹ thuật này giúp các em là để em hiểu hơn về cái này nhá, chứ không phải là để các em giải. Còn giải cái này các bạn giải tay rất là nhanh rồi. Tiếp theo một ý nghĩa thầy muốn nói với các em là như này. Thầy sẽ chứng minh lại tại sao là điều này nhé, tại sao phải đảo dấu này. Bây giờ em nhìn vào công thức này đi, công thức này có phải công thức tính độ dài không? Rất giống công thức tính độ dài không? Đây nhá, ví dụ cái thằng bên trái này, thầy viết kỹ hơn này. Bên trái của chúng ta thực tế là căn bậc 2 của x trừ đi trừ 2 không? Y thì là y trừ 0 bình không? Đúng không? Chuẩn chưa? Nếu mà điểm M nhá, tạo đồ lấy ghi chưa? Điểm A đâu ấy, mình xác định là mẹo đây này, là trừ 2 không nhá. Thì đây có phải độ dài MA không? Dùng đúng công thức luôn nhá. Lấy tọa độ sau trừ tọa độ gì? Hoặc trước trừ sau như nhau, bởi vì trong dấu bình phương mà. MA hay là AB như à, MA hay là AM như nhau. Ở đây tức là công thức là đang tính cho AM đấy. AM này, MA bằng AM chưa? Hiểu như thế đó không ạ? AM nhá, nhìn này, lấy tọa độ sau trừ tọa độ trước, có phải x trừ y trừ 2 tất cả bình không? Nó ra cái thằng này không? Sau trừ trước là y trừ 0. Nó ra này chưa? Ok chưa? Cái dấu trừ ở đây, tại sao thầy bảo các em đảo dấu? Bởi vì chuẩn theo công thức tính độ dài khoảng cách là cái tọa độ điểm A sẽ sinh ra nếu mà các em để cái dạng trái này. Đúng theo công thức tính khoảng cách luôn. Có hiểu không nhỉ? Đấy, cái đấy là mình có một cái phương pháp mình nhìn nhanh cái để mình hiểu là cái đề bài là người ta đang nói đến cái gì. Còn cách làm kia là cách làm rất là tổng quát rồi. Cứ thật Z và x cộng y vào, thay vào. Xong chưa? Câu này nhá, nếu em làm tổng quát thầy không nói, các bạn làm ra đúng như thế,
là tìm tập hợp điểm sụp biểu diễn của số bậc này chưa? Các bạn thay vào hiểu ý là nó không ạ? Nào chúng ta làm nhanh nào. Z bằng x cộng y này, mình thay vào đây này. Thì bạn nhớ ngay là nếu mà em thay vào đây thì mô đun là có căn bậc 2 bên trái và căn bậc 2 bên phải chưa? Đúng không ạ? Thì mình có thể làm tắt là vì có hai căn bằng nhau thì mình bình phương hai gì? Hai vế cho mất căn đi. Vậy thay vào chúng ta sẽ có là gì? X cộng y. Nhớ là z gạch ngang nhá, tức là liên gì đây? Liên hợp. Được chưa các em? Phần thực bên này sẽ là x cộng mấy? X trừ 1. Phần nào là y cộng mấy? Y cộng 2. Vậy nếu thêm module thì sẽ là gì? X trừ 1 bình cộng y cộng 2 tất cả bình. Bên này là phần thực là x cộng 1 đúng không? Lại có x cộng 1 bình. Phần nào sẽ là 2 trừ y đúng chưa các em? 2 trừ y tất cả bình thì đảo luôn thành y trừ mấy? Y trừ 2. Có loát được không nhỉ các bạn nhỉ? Ok chưa? Đến đây đừng có hàng hằng thức, mất thời gian. Thầy này hằng thức là có x bình không? Thầy có y bình không? Mặc định triệt gì? Thầy có y bình không? Thầy có y bình không? Triệt gì? Rồi, đọc hệ số này. Trừ 2x, được chưa các em? Cộng mấy? 1 bình là 1. 2 có mấy y? 4y, 2 x 2 x 2. À, 2 x 2 là 4y. Cộng mấy? 4. Được chưa? Anh này là 2x cộng 1. Anh này là trừ 4y cộng mấy? Cộng 4. Được chưa các em? Xong rồi. Xử lý thôi. Âm 4x cộng 8y. Âm 4x cộng 8y rút gọn á. Ok. Thật đúng không đấy? Đáp án nào? Thầy làm nhau sẽ đúng em như thế nhá. Còn các em làm chậm hơn, dài hơn, dài dòng hơn thì tùy các bạn thôi. Đáp án gì đây? C. Phương pháp này cứ tập hợp điểm biểu diễn thì các em phải đặt Z bằng gì? Nhưng khi thay mình phải khôn khôn một chút. Đừng thay luôn. Bởi vì sao? Bởi vì nếu em nhân vào ấy, biểu thức chúng ta sẽ là Z nhân Z gạch ngang trừ 2Z cộng YZ chưa? Cộng 4Y trừ 1 đúng không các em? Thì cái thằng này có công thức này. Z nhân Z gạch ngang công thức là gì ạ? Vừa mới nói rồi. Ừ, là thực bình cộng ảo gì? Ảo bình. Đấy thì đỡ phải đi nhân nào. Thực bình cộng ảo bình này. Được chưa các em? Hiểu không ạ? Trừ 2 lần thay ông này vào thôi. Thay vào luôn nhá. Thì là 2 nhân với thằng này này. Được chưa các bạn? Hơn nhiều à? Z nhân y nhỏ này thì nhân vào luôn này. X nhân y nhỏ này. Y nhỏ nhân y nhỏ là y bình chưa? Thì bằng trừ mấy? Trừ y lớn. Được chưa các bạn? Cộng 4y trừ 1. Nào. Bây giờ nó bảo là yêu cầu là số thực. Số thực tức là phần nào bằng gì? Bằng không đúng không các em? Đúng không các bạn? Em đừng có làm nhiều. Nếu mà mình hiểu là target là tôi tìm phần nào thì tôi chỉ quan tâm phần nào thôi. Hiểu ý là nó không ạ? Tất cả những thằng là phần thực vứt đi. Phần nào thì nhìn trong một biểu thức như này chúng ta chỉ quan tâm hệ số nào nhân với y nhỏ thôi đúng không các em? Y nhỏ này, y nhỏ này, y nhỏ chưa? Đúng không các bạn? Thầy rút y nhỏ ra bên ngoài thì có gì? Trừ 2y nhỏ cộng x cộng 4. Đây là phần nào? Đúng không các em? Và phần nào phải bỏ nốt y nhỏ đi chưa? Có hiểu ý cho nó không nhỉ? Để cho anh này là số thực thì cái số phức này nó phải có phần nào bằng gì? Bằng không.
và nhìn một cái thế giới hỗn loạn như thế này, tôi không cần phải đi rút gọn hết làm gì, mất thời gian, tôi chỉ tìm phần ảo thôi. Và muốn tìm phần ảo là đích đến là ta cứ nhìn biểu thước là có y nhỏ, thầy rút y nhỏ ra ngoài thì đây là phần ảo cho các bạn. Đấy. Và chúng ta sẽ cho biểu thước này bằng gì? Bằng không. Ra tập hợp điểm biểu diễn là một đường thẳng chưa? Đúng không các bạn? Ok không? Đến đây này, sẽ có hai luồng tư tưởng. Hệ tư tưởng đẳng cấp nhất là hệ tư tưởng dùng thiết tích hình phẳng. Hệ tư tưởng này cũng được thôi nhưng mà hơi mất thời gian. Nào bây giờ nói diện tích hình phẳng nhá. Diện tích hình phẳng tạo bởi cái anh này đúng không? Bình thường dùng công thức diện thẳng ở diện tích hình phẳng ấy thì các em phải đưa cái hàm số về ra y bằng f gì? Fx. Có đúng không nhỉ? Thì mình phải làm bước tút tát như này. Tôi chuyển trừ y sang về bên này thì có phải 2y sẽ bằng x cộng 4 không? Vậy thì suy ra y của thầy sẽ bằng gì? 1 phần 2 lần của x cộng 4. Có hiểu không các em? Cách này ấy, nó rất là mạnh. Bởi vì là cả thậm chí thằng này là hàm bậc 3, bậc 4 nhá, thì ta vẫn tính diện tích hình phẳng. Nhưng mà cái cách này nếu mà là đường thẳng như này ấy, thì chúng ta làm lớp 10 nhanh hơn. Thầy sẽ chữa cả hai cách. Nào, bây giờ y bằng fx rồi này. Tạo bởi hai trục tọa độ. Cái này thì dạy các em rồi nhá. Trục thứ nhất là trục ux. Thì bản chất là y bằng mấy? Y bằng 0. Và trục uy thì là x bằng gì? Vậy muốn dùng được công thức diện tích hình phẳng ta thiếu một cận đúng không các bạn? Thì cho hai hàm số này bằng gì? Bằng nhau. Đấy. Thì nhầm luôn đi, 1 phần 2 lần của x cộng 4 bằng 0 thì nghiệm ra bao nhiêu ạ? X bằng trừ mấy? Trừ 4. Và tôi dùng luôn công thức diện tích hình phẳng sẽ bằng tích phân từ trừ 4 đến gì? Đến 0. Trị tuyệt đối của fx trừ đi g gì? Với x. Được chưa? Bấm máy cho đây ra bao nhiêu? Bao nhiêu đây các bạn? Sao quá đây? Có hiểu không các em? Ra bao nhiêu nhỉ? Đề minh họa vừa rồi là có hai câu đều diện tích hình phẳng trong phần 8 cộng 19 cộng nhá. Ờ, đáp án gì? B, được chưa? Cách thứ hai nhìn lên bảng luôn nào. Dùng lớp 10 này. Đây, thầy đang giải thích. Không nhớ các em. Bây giờ các em nhìn nhá. Đường thẳng của tôi đề bài nó bảo luôn là tạo với hai trục tọa độ đúng chưa? Thế bây giờ kiểu gì là nó cắt rồi. Phần lớn nó sẽ cắt hai trục tọa độ. Tại hai điểm là A với cả gì đây? Và để tính diện tích hình phẳng tạo bởi ba cái đường này ấy, các bạn thấy ba cái đường này tạo thành vùng khép kín không? Là tạo ra gì? Vuông. Thì lớp 10 thậm chí lớp 9 các em đã học cái này rồi mà. Diện tích là chúng ta sẽ lấy OA nhân O gì? OB. Nhưng mà muốn tìm OA OB chúng ta phải tìm được tọa độ A với B đúng không? Đầu tiên thì cho đường thẳng D cắt trục O gì? OY. Nào đường thẳng D của tôi cắt OY thì cái gì mà không các em? Đây này, cho phương trình nhìn vào phương trình này. Cắt OY cái gì bằng không? X bằng 0. Đây điểm này là x bằng 0 này đúng chưa? Thay vào hàm số ban đầu đi. Đây hàm số của tôi đang là, đây là y bằng này này này. X bằng 0 thay vào. Y bằng mấy? Y bằng 2. Tức là nếu mà chúng ta biết luôn tọa độ luôn là 2 phần dương này thì độ dài đây là mấy? 2. Được chưa các em? OB là cắt trục O gì? OX. Cắt OX là cái gì bằng 0 các bạn? Ờ, y bằng 0. Học giỏi rồi đấy. Y bằng 0 thay vào thì có phải là x cộng 4 phải bằng 0 không? Tức là x bằng trừ mấy? Sẽ có nhiều thằng phản biện là thầy làm sai. Bởi vì trừ 4 phải cắt bên này. Lúc tôi vẽ hình tôi có biết nó cắt ở phần 5 đâu. Tôi đang vẽ tổng gì? Tổng quát. Hiểu ý gì đó không ạ? Tức là mình lật ngược lại hình chuẩn là bên này này. Nhưng mà không quan tâm. Bởi vì nếu mà trừ 4 thì độ dài nó vẫn bằng mấy? Bằng 4. Được chưa các em? Anh em bằng 4 anh luôn bằng 2 chưa? Xong rồi. 1 phần 2 nhân 2 nhân 4 vẫn bằng 4. Giống cách dùng diện tích hình phẳng nha các bạn. Hiểu ý gì đó không ạ? Nhưng cách 1 nên nhớ nhé. Cách 1 nó mạnh hơn hẳn.
Bởi vì sao? Nếu mà bài đó cho parabol ấy, hoặc là elip ấy, thì em chỉ có thể dùng diện tích hình phẳng thôi. Làm sao mà dùng cái cách diện tích tam giác này được? Các lớp hiểu biết thế đúng không? Đấy, đấy là cái mà mình phải phân tích được với nhau là như vậy. Vào đây này, thì biểu thức của mình sẽ trở thành gì? X cộng y cộng 2 trừ y. Đây là module đúng không các em? Module của số vectơ là gì? Căn bậc 2 của x bình cộng y bình. Nó là một hàng số. Rồi, ở đây chúng ta áp dụng kỹ thuật của cái bài đầu tiên. Các em biết bài đầu tiên mình học là gì? Có cái kỹ thuật là hai số vectơ bằng gì? Bằng nhau không? Để số vectơ bên trái bằng 0 thì phần thực bằng 0 và phần ảo bằng gì? Bằng 0. Tức là em nhân tung ra tách thực với ảo cho đây. Nào, anh này không trừ y nhỏ này. Anh này không trừ y nhỏ chưa? Không trừ y nhỏ là phần thực. Anh này nhân với 1 cũng không trừ y nhỏ đúng không? Đọc được luôn phần thực chưa các bạn? Vậy thì phần thực của chúng ta sẽ là gì? X cộng 2 có hiểu không ạ? Xong chưa các em? Trước module là dấu gì? Ở được chưa các bạn? Bây giờ đến phần ảo nhá. Phần ảo nó cứ có ý nhỏ là hệ số nó phần ảo đúng không các bạn? Phần ảo đây. Nào, hệ số của nó là y. Hệ số của anh là trừ 1. Đúng chưa? Trừ thằng này nhân với âm thì thành gì? Dương. Và cho phần ảo bằng mấy? Bằng 0. Bình tĩnh. Đến đây ok chưa các em? Khéo léo này, cái sự đẳng cấp và đẹp trai của chúng ta thể hiện đoạn này. Các em mà không biết giải nhé, các bạn làm cực kỳ dài dòng luôn. Hai thằng này là hai thằng phức tạp, nó thấy đảo dấu không? Cộng với nhau. Còn nếu mà giống với nhau thì trừ đi, được chưa? Triệt tiêu cái thằng phức tạp đi là xong đúng không các em? Thầy lấy phương trình trên trừ phương trình dưới. X trừ y trừ 2 trừ đi trừ 1 là mấy? À đâu cộng nhỉ? Thầy lấy x cộng y trừ 2 cộng 1. À trai trừ y 1. Xong chưa? Đáp án gì? D. 10 điểm dành cho bạn Nhi. Các lớp hiểu cách làm bài này không? Vậy nè, không chào ai. Nào, câu này đã từng thi rồi này. Thì các em nhìn cái dạng bài này, dạng bài này nó sẽ phức tạp hơn hẳn luôn. Như là không đơn thuần là em đặt em thay vào là xong đâu nhá. Mình phải khéo léo một tí này. Tập hợp điểm biểu diễn, ở đây người ta không hỏi Z nữa. Được chưa? Người ta không hỏi Z. Nhưng người ta hỏi thằng W. Tập hợp điểm biểu diễn của W. Nhưng W lại cho thông qua Z và Z lại cho biểu thức này. Nếu mà hỏi Z thì các bạn thay vào là dễ đúng không? Bơ làm như nào? Thì cái lý thuyết là như này, cái logic là như này. Biểu thức của tôi liên quan đến Z. Có đúng không các em? Vậy thì tôi sẽ rút Z từ cái thằng W ra, tôi thay vào để làm xuất hiện thằng W bên trong này. Ok chưa các em? Rút được mà các em. Nào các bạn rút cùng với thầy này. W trừ 1 bằng 2 trừ y nhân Z. Đúng không các em? Chuẩn chưa? W trừ 1. Thế thì Z sẽ bằng gì ạ? W trừ 1. Nào thầy dừng ở đây ok chưa? Đúng chưa các bạn? Xong nhá. Sau rồi thầy sẽ thay Z. Z với Z có chưa? Tôi thay vào đấy. Thay vào đá nha, rồi nói chuyện tiếp này. Vậy nếu thầy thay vào, chúng ta sẽ có biểu thức là gì? W trừ 1. Đấy, bài này cũng cực kỳ đặc biệt nhá. Mà các bạn phải nhớ cái làm ấy. Làm là lung tung và làm rất là khó. Ok mất, ở đây là thay Z bằng W rồi. Nào các em dừng ở đây, các bạn công nhận chưa? Đợi em quay nhé. Quy đồng đã nhá. Quy đồng. Đừng thay W bằng x cộng y và vội nhá. Quay vào cực kỳ dở. Quy đồng trước cho đây. Quy đồng trước.
tách riêng từng mẫu ra. Được chưa? Quy đồng xong thì mẫu là hai chữ ý gì? Module trên tử riêng, module dưới mẫu riêng luôn. Chưa bao giờ thấy mấy quy đồng này, nhìn này. Chữ y nhân với 2 chữ 2y. Đúng chưa các bạn? Chữ y nhân chữ y thì là cộng y bình không? Chữ nhân chữ là cộng y nhân y là y bình chưa? Mà y bình bằng chữ mấy? Chữ 1. Hiểu không ạ? Hiểu không em? Bên này các bạn cũng làm như thế, quy đồng lên. Đấy, đến đây là em vứt được luôn hai cái mẫu đây, bởi vì mẫu của mình là 2 chữ y chưa? Quy đồng bên trong là mẫu 2 chữ y và mô đun tách riêng ra. Hai mẫu này thì mình sẽ triển gì? Chỉ tiêu, mẫu giống nhau vứt luôn. Mà thậm chí là mô đun của thầy là một hàng số mà. Mô đun của thầy là gì? Căn bậc 2 của 2 bình cộng với trừ gì? Trừ 1 bình. Thực bình, ảo bình, được chưa? Nó bằng căn 3 đấy, hai à căn 5, hai vế đều bằng căn 5 thì vứt luôn. Bài câu này cũng không khó đâu nhá, nếu mà các bạn nghe được một lần thầy chữa. Và hy vọng các bạn nhớ thôi. Nào đến đây này, thằng bên trong các bạn làm như thế. Thầy quy đồng lên. Thầy quy đồng đi, lấy máy tính bấm đi cho nó nhanh. Đoạn này bấm được máy tính mà. Lấy nguyên cả cái cụm này nhá. Theo thầy là em để như này cho nó dễ này, em không đây, để dấu trừ cứ để nguyên nhá, dấu trừ cứ để nguyên. Em chỉ lấy một. Nếu mà chuẩn là đây. À không, từ từ như nào nhỉ? Đây nhá, lấy như này cho dễ này. Để cho thầy đây là dấu cộng. Chuẩn chưa? Giá trị biểu thức không thay đổi chưa? Thì khi em quy đồng em lấy bấm cho thầy trước máy tính là trừ 1 cộng y nhân với 2 chi ra bao nhiêu? Điểm vào đây. Mấy y? 5 y thôi đúng không? Quá đẹp luôn. Hiểu không ạ? Xong chưa? Đến đây ok chưa? Các em phải làm được đến đây. Thế đoạn sau nó lại thành quen thuộc rồi. Thấy dạng quen thuộc chưa? Nó tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức nào? Z2W. Z2W. Z đâu mà ZW mất. Tìm tập hợp điểm biểu diễn của số phức W. Vậy nếu cứ hỏi tập hợp điểm biểu diễn của số phức nào thì bạn đặt số phức đấy là bằng gì? X cộng y gì? Hiểu tại sao thầy không đặt Z ban đầu là thằng này chưa? Ok chưa cả lớp? Quay về bài quen thuộc ấy, nó quay về mấy câu nữa thì chưa còn gì nữa. Mình thay vào nhá. Nào, x cộng y này, trừ 1 là trừ mấy? Trừ 2. Được chưa các em? Thay là gì? X cộng y trừ 1 cộng 5y. Nước mắt tuôn rơi, trò chơi kết thúc. Mô đun thì bên này có căn, bên này có căn chưa các em? Thì mình bình phương hệ vế bỏ căn, bỏ hai căn chưa? Vậy thì bên này còn gì ạ? Phần thực đâu nào? X trừ mấy? X trừ 2 tất cả bình. Phần nào? Y trừ 2 tất cả bình. Được chưa các em? Bên này mất căn nhá. X trừ 1 tất cả bình. Y cộng 5 tất cả bình. Lại làm như lúc đấy nhé, đừng có làm hằng thức. Được chưa các em? Nhầm này. Ở đây hằng thức có x bình, ở đây có x bình. Cái x bình với x bình sẽ triệt gì? Triệt tiêu. Y bình triệt tiêu chưa? Rồi bên này chúng ta có cái gì? Trừ 4x cộng 4. Trừ 4y cộng mấy? Cộng 4. Trừ 2x cộng 1. Mười y cộng ấy cộng 25. Nào khoanh thầy đáp án đi nào. Rút toàn bộ về bên này. Rút gọn đi. X cộng bảy y cộng mấy? Cộng 9. X cộng bảy y cộng 9 thì chúng ta có đáp án gì? À. Câu này rất hay thi nhá. Thì nhớ không nhầm chính xác là đề ở trong đề 1 năm à, đề 1 tuần đầu ấy, cái đề luận đề ấy. Năm 2021 đã thi một lần. Ta sẽ thử phương án KCO bài này nhá. Logic này. Giả sử đáp án A là đáp án đúng. Đường thẳng này là tập hợp điểm biểu diễn của W. Chúng ta xử lý hai điểm bất kỳ. Ok không ạ?
Rất đơn giản thôi, ví dụ A đi. Em thích chọn số nào, sinh nhật người yêu cũ nào? Cái này mình phải làm nhanh nhá. Ờ, ví dụ x bằng 1, à y bằng 1 đi. Y bằng 1 đi. X bằng trừ mười mấy. Nhanh là tập trung nào, muốn ca siêu nhanh thì phải đầu óc nhảy số nhanh, ok không em? X bằng 1, hoặc là lấy 0 thêm được y bằng 0 đi. Thì x bằng trừ mấy? Được chưa? Thằng này là thay lại là x bằng 0 đi. Thì thằng y nó hơi lẻ đúng không các bạn? Lấy số nào làm sao cho đẹp là được. Đây nha, ví dụ y bằng, các bạn cho bằng trừ 2. À đâu, trừ 1 chứ. Y bằng trừ 1, thế trừ 7 cộng 9 là bằng 2 không? Thế y bằng trừ mấy? Cái việc chọn này các bạn tự chọn nhá. Thầy lấy làm nào cho tỏ độ đẹp được chưa? Điểm biểu diễn tất cả những cái điểm nằm trên đường thẳng D này này, nó chính là W. Hiểu ý thế nó không ạ? Mà W của tôi bằng cái gì? Hãy nhìn vào biểu thức này, các em vẫn phải rút ra thì mới làm cho nhanh nhá. Z của tôi đang rút được theo W mà tôi biết được W chưa? Tức là tôi thay hai điểm này vào đây, tôi sẽ tìm được mấy thằng Z? Hai thằng Z. Bấm trong máy tính đi các em, bấm chế độ số phức nha. Bấm chế độ số phức này, nghe thầy nói này, bấm chế độ số phức xong chưa? Rồi. Nào, cái thằng W này nhập tổng quát là x cộng y gì? Y xong chưa? Hiểu ý thầy nó không ạ? Thế bây giờ đừng chưa xong nghe thầy nó này. Đừng có nhập riêng thằng này mà nhập thẳng vào biểu thức này cho thầy. Tức là biểu thức này của chúng ta sẽ trở thành cái gì? Đây là cái mình nháp ra, mình thay trực tiếp vào đây này. Biểu thức của chúng ta đi ca số ấy thì mình sẽ bấm như này. Z đúng không? Bằng x cộng y trừ 1 chia mấy y? Đây là Z nhá. Trừ đi gì ạ? Y nhỏ. Đấy, x cộng y trên 2 hay y hay là 2 chữ y? 2 chữ y. Trừ 1 cộng 2 y. Được chưa cả lớp? Tôi sẽ thử bằng cách là lấy vế trái trừ vế phải. Tức là bạn bấm này dấu trừ ở đây. Nếu thỏa mãn thì tôi can cái điểm Z này vào ấy thì nó phải bằng mấy đấy? Bằng 0. Hiểu ý thế nó không ạ? Tức là ở đây chúng ta hiểu như này nhá. Từ đường thẳng D tôi sẽ chọn được hai thằng W. Từ hai thằng W tôi thay Z theo công thức liên quan đến W, tôi thu được Z chưa? Và số test là cái đẳng thức này có đúng không? Bấm máy như này đi nào. Bấm trong chế độ số phức kia, bấm đúng như này các bạn, bấm đúng như này là máy tính sẽ tính được. Hiểu ý thầy nói không? Bấm xong biểu thức này chưa? Bây giờ can nhé, ấn Ctrl C nào. Điểm A là W đúng không các em? Đúng không? W là thay vào vị trí trong Z là đây chưa? X bằng 9, y bằng 0. Đẳng thức điều có thỏa mãn không? X bằng trừ 9, y bằng 0 có thỏa mãn không? Sao lại không? Có hiểu? Có loát thì đang nói cái điều đấy. Bây giờ nhá, Z của các em rút được theo W như này, lúc nãy mình làm tự luận hiểu chưa đã? Thì Z thầy thay liên quan đến W vào đẳng thức người ta đang kiểm tra, có phải ra biểu thức này không? Đúng chưa các em? Tại sao W lại thẳng mừng x cộng y? Bởi vì chúng ta đặt Z, W bằng x cộng y mà. Tọa độ của W là tôi đã nhặt từ đáp án A này này. Can x bằng trừ 9 và y bằng mấy? Bằng 0. Vế này trừ vế này có bằng 0 không các em? Có hay không? Em đưa cái máy tính của em xem nào. Điểm này đúng không các em? X bằng trừ 9, y bằng 0 đúng chưa? Một điểm chắc chắn đúng, nhưng hai điểm chắc chắn điểm ở giữa tôi là đường thẳng đấy. Bởi vì đường thẳng tao với mấy điểm?
2 điểm. Điểm B này x bằng trừ 2 và y bằng trừ mấy? Trừ 1. Có bằng không không? Khoanh ngang luôn xong bài. Này, có nhớ không mà làm tay không là vấn đề. Tùy các em chọn thôi nhá. Thầy đấy, các bạn thích bấm máy thì thầy đang ví dụ cho bạn như thế. Xong chưa? Hỏi đi em. Ờ xong rồi, hôm nay nghỉ đây đi. Quên mất. Dừng ở đây 30 giây, có hiểu điều thầy đang làm không ạ? Nào câu 43 thì làm 10 giây này. Đầu tiên ấy là trong hệ trục OXY thì sẽ giống như kiểu các em ăn bánh chưng rồi đúng không? Bình thường bánh chưng ngoài bóc nguyên cái hình vuông đưa cho em cầm cả cái hình vuông em gặm không? Các em phải chia nhỏ ra đúng không? Và bình thường chia thành mấy miếng? Ở đấy, 4 miếng này này, tưởng tượng hình bánh chưng này này. Góc phân tư thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ gì? Giống chia bánh chưng nhá. Bảng màu xanh của bánh chưng luôn. Người chụp kim đồng hồ nhá. 1 2 3 4 thì đường phân giác của góc phân tư thứ hai với thứ tư là cái đường này. Là y bằng trừ x. Được chưa? Còn đường phân giác của góc phân tư thứ nhất với thứ ba là y bằng gì? Y bằng x. Xong chưa? Bây giờ cái câu này của bạn Dương bạn ấy hỏi ấy, là tìm m để điểm biểu diễn của số vectơ z này là thuộc đường phân giác này, góc phân tư thứ hai với thứ tư, được chưa? Thì cái điểm biểu diễn của mình tọa độ là gì? Hoành độ là gì? Phần thực. Trung độ là phần gì? Đúng không? Điểm m nằm trên đường này, tức là thay vào thì hai vế phải bằng gì? Bằng nhau. Y bằng m trừ mấy? Và x bằng trừ mấy đây? Trừ m. Và chúng ta có là gì? M bằng 2 3 phần 2. Xong bài chưa hả Dương? Thế thôi. Rồi. Các bạn nhớ là gì ạ? Cái kỹ thuật, cái kỹ năng làm tìm tập hợp điểm là một đường thẳng với một đường tròn hay một elip, một parabol là bước rất quan trọng để các em tiến tới cái chủ đề cuối cùng là minmax số phức. Được chưa? Để làm được minmax số phức ấy, nó có rất nhiều cách làm, nhưng mà chủ yếu những bài khó hầu hết là đều phải đưa về hình học. Đấy. Đấy lý do tại sao mà mình phải học cái này trước. Bây giờ các bạn nhìn tìm tập hợp điểm biểu diễn của một số phức là một đường tròn ấy, thì thường nó sẽ nằm ở cái kiểu đề như sau này, kiểu cái biểu thức như sau. Là Z cộng với A cộng với B lần Y bằng một K. K là một hằng số. Được chưa? Nếu em nhìn ở đây nhá, nếu mà em nhìn bằng mắt thôi, em gặp một biểu thức liên quan đến Z như này, thì tập được hợp điểm biểu diễn số phức Z sẽ là một đường gì? Đường tròn. Được chưa? Auto là một đường tròn. Đương nhiên tí nữa thầy vẫn chứng minh cho các em, nhưng ở đây chúng ta phải có một cái nhận xét nhanh là như vậy. Và đường tròn này các em có biết xác định tâm về các bán kính như nào không? Các bạn nhớ được cái mẹo này. Đầu tiên tâm y nhá, các bạn đảo dấu tọa độ đây nhá. Là gì? Không nhá. Còn bán kính bằng hàng số K luôn. Đấy. Tất cả những số vectơ z sẽ chạy trên đường tròn này. Để nhìn trong vòng 5 giây mình phải đọc nhanh luôn. Hiểu thế nào không ạ? Tí nữa thầy sẽ làm bản chất nhá, các bạn ghi lý thuyết vào vở đi ạ. Câu này nhá, là đề minh họa năm 2023. Đề minh họa 2024 các bạn nhìn nhá. Nhìn rồi đúng không? Mấy hôm tới, có thể là ngày mai thầy sẽ livestream nốt mấy câu đề minh họa, nhưng hôm nọ thầy mới chữa được còn mấy câu cuối. Còn 2-3 câu cuối thì chưa chữa. Đề minh họa 2023 nếu mà các bạn áp dụng cái công thức thầy vừa cho ấy, các bạn làm đúng 2 giây. Modul của Z cộng với một số phức chưa? Bằng một hàng số chưa? Là một đường tròn chưa? Rồi đọc tổ tâm nào. Đầu tiên em phải bóc tách cái số phức ở đây là gì đã? Đúng không? Phần thực đảo gì? Không, đảo dấu vẫn là không chưa? Hai đảo dấu thành trừ mấy? Đáp án gì? Được chưa các bạn? Thay vì là mình đặt tổng quát, mình thay vào, mình rút gọn, mình biến đổi mất khoảng 1 phút, thì chúng ta nhẩm phát là xong. Nếu mà nhớ cái mẹo thì vừa cho.
Nhưng mà bây giờ thầy vẫn phải nói bản chất nha các bạn nhá. Nào, bản chất là như này. Tất cả các bài tập hợp điểm thì mình đều đặt là gì đây? Z bằng gì? X cộng Y gì đấy? Y. Sau đấy mình thay vào biểu thức. Thế đi, thầy thay vào biểu thức của mình sẽ trở thành gì đấy ạ? X cộng Y cộng với 2 lần Y bằng mấy? Bằng 1. Ở đây thầy dùng công thức mô đun số bước chưa? Mô đun số bước này bằng gì ạ? Phần thực bình phương. Các em nhầm được phân nào không? Rút Y nhỏ ra thì là Y cộng mấy? Y cộng 2. Và thầy bình phương hay vế lên là x bình cộng y cộng 2 bình phương bằng mấy? 1. Được chưa? Các bạn học mặt cầu rồi đúng không? Cái thằng đường tròn làm y xì mặt cầu, nó bỏ mỗi tọa độ gì? Tọa độ z thôi. Xong chưa? Đấy, bản chất nó đơn giản như vậy thôi nhá. Đó. Bây giờ chúng ta, tức là gì, năm nay thi có thể là không vào, nó sẽ ra kiểu khác một tí, nhưng cốt lõi nó vẫn là như vậy. Đấy, thì mình vẫn phải ôn thôi. Nào bơ, các bạn nhìn nhá. Tức là gì ạ? Trong hai câu số phức tầm 8 cộng trở lên thì câu này ở mức 8 cộng, còn câu khó sẽ là câu mi mắc số gì? Số phức. Đấy. Nào bơ, các em nhìn lên bảng này. Thế đi, thầy phải chữa ví dụ 2018 trước để các em có một cái sự so sánh. Đấy, tí nữa các bạn đánh dấu làm mã mô linh 3 nhé, thầy chữa mô linh 2 trước này. Nào các em nhìn, người ta cho số phức này là số tuần nào, được chưa? Và trên mặt phẳng tọa độ tập hợp các điểm biểu diễn của số phức Z là một đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu. Thì câu này thầy sẽ không thể dùng công thức tính nhanh như vừa rồi được, bởi vì nó còn dạng mô đun không? Không, lấy đâu ra nữa đúng không? Thế bây giờ mình làm như sau này. Các em có nhớ cái từ số tuần nào không? Số phần nào, tức là phần thực của mình phải bằng mấy? Bằng 0. Vậy thì tư duy là gì? Tôi chắc chắn tôi phải đặt Z bằng X cộng Y, và thằng này cũng thế. Nhân tung ra, chúng ta tìm ra phần thực, và cho phần thực bằng gì? Bằng 0. Đi chưa? Thế nhưng mà các em nhớ này, đừng bao giờ thay vào vội, mà mình hãy làm sao đây? Nhân hai thằng này vào trước nhá. Tại vì sao? Các bạn nhìn này, nếu thầy nhân vào này, Z gạch ngang nhân Z trừ mấy lần Z gạch ngang? Đấy, nào thầy dừng ở đây, các bạn nhìn có hiểu không? Thầy nhân tung ra rồi, được chưa? Nhân tung trước rồi thay vào sau nhá. Tại vì sao? Các bạn nghe này, bởi vì Z nhân Z gạch ngang là có công thức đặc biệt, được chưa? Có nhớ cái bài lúc nãy không? Z một nhân Z hai bằng gì? Ừ, hai số phức liên hợp mà. X bình cộng Y gì? Y bình. Đấy, chắc chắn rồi, cái bài tập hợp điểm là luôn luôn đặt lấy Y nha các bạn nhé. Thấy không? Đấy, thằng này nó là X bình cộng Y bình luôn. Nào, có mấy ông thần này mình mới thay này. Là X trừ Y này, liên hợp nhá, đảo dấu này. Rồi, nào, chúng ta sẽ rút gọn nó ra. Nào, hãy tóm cho thầy toàn bộ những cái phần không trừ Y nhỏ thì đấy sẽ là phần thực chưa các em? Là cái cách làm rất đơn giản, em đừng mất công đi tìm các thằng khác, hãy tìm về phần thực. X bình cộng Y bình này trừ 3X này, thầy nhân vào là cộng với 3 lần Y cộng với 3 lần XY. Y nhân Y là Y gì? Y bình thì bằng trừ mấy? Trừ 1. Đấy, tức là ở đây mình có là trừ 3y chưa? Đấy nhá các em. Và bây giờ mình quan tâm phần thực thôi, cho nó bằng 0. Hiểu vấn đề đó không ạ? Nào, phần thực là gì các bạn? Không trừ y nhỏ, gạch chân nhá. Nhưng cái gì không trừ y nhỏ mình gạch chân này. À, chúng ta sẽ có là x bình cộng y bình trừ 3x trừ 3y và cho bằng 0 nhá. Đến đây giống hết mặt cầu chưa các bạn? Trả lời tâm như này đi. À, nó hỏi cái gì nhỉ? Bán kính à? Ờ thì tìm tâm này, tính được bán kính. R bằng
A nhỏ bình đúng không? Giống hệt mặt cầu mà các bạn bỏ mỗi tọa độ Z thôi. Hệ số này trên dấu trừ mấy? Trừ 3, à trừ mấy? Trừ 2. Thì là 3 phần mấy? 3 phần 2 tất cả bình. B nào? Cũng thế đúng không? Trừ đi hàng số tự do không có gì là gì? Bấm này ra bao nhiêu? 3 căn 2 trên mấy? Các lớp loát được bài này chưa? Đấy. Đấy, đề thi chính thức 2019. Làm một lần nữa là các em nhớ phương pháp này. Bây giờ thầy dạy các bạn cái keyword này. Bạn nhìn vào hai cái biểu thức này. Đầu tiên là gì? Cho số phương Z thỏa mãn anh này. Được chưa cả lớp? Và nhưng nó lại khỏi không hỏi tập hợp điểm biểu thức của biểu diễn của số phương Z. Hỏi thế thì lại quá đơn giản. Nó lại cho một biểu thức W liên quan đến Z. Và hỏi là biểu thức này này, cái thằng W này này, thì tập hợp điểm của nó là đường tròn như thế nào? Ok chưa? Đấy. Thì với cái dạng bài này nhá, thì tư duy cho thầy như sau. Chắc chắn thầy Giang sẽ, ở đây có hai số phức các em đặt là Z bằng X cộng Y đã. Đúng không? Có hai số phức là Z với W mà em sẽ đặt thẳng là bằng X cộng Y. Cái gì người ta hỏi thì mình sẽ đặt bằng X cộng Y. Tức là bây giờ người ta hỏi W hay hỏi Z? Người ta hỏi W hay hỏi Z các em? W đúng không? Đúng không? Tập hợp điểm của đây này nó hỏi là số phức W là một đường tròn có bán kính bằng bao nhiêu? Tức là tập hợp điểm của W chưa? Thì mình, người ta hỏi cái thằng nào thì mình đặt thằng đấy là X cộng Y gì đây? Y. Có hiểu ý thế nó không ạ? Và thằng W của tôi đang tuân theo quy luật của anh này đúng không? Đang tuân theo quy luật của thằng Z. Và Z đang cho mô đun của Z rồi đúng không? Vậy mà này nhớ này, rút Z ra đây. Rút Z như thế nào thì để ý cái kỹ năng thầy làm nhé. Các bạn nghe này, mình sẽ rút Z ra rồi thay ngược vào đây. Bây giờ các bạn nhìn nhá, muốn rút được Z đầu tiên thầy nhân chéo lên. Nào thầy dừng ở đây, cả lớp hiểu chưa? Nhân chéo lên thôi, ok không ạ? Được chưa các bạn? Bơ làm tiếp như nào? Thầy bảo là rút Z mà, thì là mình phải nhân tung hết ra. Thằng nào có Z thì mình rút ra bên gì? Bên ngoài. Đó, thì ở đây thầy sẽ có là gì ạ? 5 cộng với YZ bằng W cộng với WZ. Đấy, khoanh vùng đi. Có hai số hàng chứa Z chưa các em? Ok không ạ? Đưa về một về rút Z cho đầy ra ngoài. Chúng ta có 5 trừ W bằng, thầy chuyển sang, thì chúng ta có rút Z ra ngoài nhá, thì là W trừ Y nhân Z. Rút được chưa các bạn? Vậy Z sẽ bằng gì ạ? Anh này chia cho anh này thôi. Tùng hiểu cho em? Cả lớp hiểu chưa? Ba bạn kia tập trung đi. Dương này, hộ thầy cái. Bao đen. Cả lớp hiểu bước này chưa? Tất cả những bài này các bạn rút Z ra theo W. Thì đừng có thay X bằng Y vào đây vội nhá. Đừng thay vội nhá. Bây giờ mình làm như sau này. Người ta cho một dữ kiện này đúng không? Không có chuyện người ta đề của bộ không cho không. Lúc nào mình cũng phải nhìn vào cái mình đang có. Mình có Z chưa? Vậy mình thay gì ạ? Thay vào đây. Vậy suy ra mô đun của 5 trừ W. Đấy, đến đây bắt đầu đưa về cái dạng bài quen thuộc rồi đấy. Đến đây chúng ta mới tiến hành là gì? Muốn tìm tập hợp điểm biểu diễn của W, chúng ta mới thay X cộng Y gì đấy, Y vào đây. Nhưng mà trước khi thay, các em để ý nhá, rất nhiều bạn không biết kỹ năng này, mà kỹ năng rất quan trọng này. Nếu mà các bạn đi học đầy đủ cái bài mô đun hóa số phức thì đã nói với các em rồi. Đó là mô đun của A trên B thì sẽ bằng mô đun của A trên mô đun của gì? Của B. Được chưa? Tách nhỏ nó ra. Đừng gộp chung rất là khó để xử lý nhá. Tách nhỏ nó ra. Vậy ở đây thì sẽ có là mô đun của. Đến đây là xong rồi đấy. Nào chúng ta thay vào nào. W bằng X cộng Y nhá. Thay là trừ này. Thì tức là 5 trừ X trừ đi Y. Được chưa các em? Ở dưới là gì ạ?
x cộng y trừ đi y nhỏ bằng căn mấy? Căn 2. Các em hiểu ý thế đó không ạ? Nào nhìn lại một lần nữa 30 giây xem có đúng như thế không đã. Được chưa? Đến đây thì tự tin dùng thôi. Nào nhầm này, module có căn không các em? Nhớ thêm module trên tử có căn không? Công thức module là gì lại quên rồi con này. Căn bậc 2 của thực bình công ảo gì? Có căn không ạ? Dưới mẫu có căn không ạ? Bên phải có căn không? Thế thì auto bình phương tất cả các mấy vế? Cả hai vế, tức là mình vẫn dùng công thức module nhưng mà bỏ gì? Bỏ căn đi. Hiểu ý thầy nó không ạ? Chắc không hiểu đâu, thì thầy lại ghi nhá. Phần thực này, đấy, nó ghi vào đi, không nhiều thằng lại bảo thầy nói chay được cái gì cả. Đấy, thực bình cộng ảo bình được chưa các bạn, trên tử này. Dưới mẫu này, đây là thực này. Ảo sẽ là y trừ 1 nhân với y nhỏ đúng không? Vậy muốn giải quyết anh này đưa về đường tròn rất là dễ thôi. Bình phương hai vế mất toàn bộ căn chưa? Nhân gì? Nhân chéo, vứt dồn sang một vế là xong. Ở đây nhá, 5 trừ x thường thầy sẽ để là x trừ 5. Trong bình phương các bạn đảo dấu thoải mái, được chưa? Đảo thành x trừ 5 như này. Hai nhân này. Đúng không nhỉ? Đúng rồi đấy. Rồi bây giờ đến lúc này các bạn tự làm nốt thôi. Nào, x bình trừ 10 10x cộng 25. Đấy, cộng y bình bằng 2x bình cộng 2 nhân y bình trừ 2 lần y cộng 1. Nào, đoạn này khó nhất, thầy không làm được, các bạn làm hộ thầy. Giúp họ ra bao nhiêu? X bình cộng y bình trừ rồi nào bạn Như, bạn giúp gọn thầy không biết đúng hay sai, thầy tin tưởng bạn Như một lần đi, thì giúp gọn ra anh này được chưa, các bạn tự kiểm tra nhá. Bơ tìm bán kính giống bán kính mặt cầu không? Easy. Hệ số A thì lấy 10 chia cho trừ 2 thì là trừ mấy? Trừ 5 bình. Hệ số y trừ 4 chia trừ 2 là mấy? Và trừ đi hằng số tự do, thế trừ trừ là gì? Ra bao nhiêu em? Đáp án là đấy, 2 căn 13, chúng ta có đáp án C. Được chưa? Câu này thầy dạy các em chú ý lúc đầu giờ chưa? Nếu bài này bạn áp dụng cái kiến thức lúc đầu giờ, bạn làm cực kỳ nhanh luôn. Mô đun của Z đúng không các em? Thì bản chất là gì? Z cộng với 0 cộng với 0y chưa? Có đúng không? Vậy thì tập hợp điểm biểu diễn của Z là gì? Là một đường tròn. Có tâm là gì? Gốc tọa độ luôn. Bởi vì thầy lấy tọa độ này thì đảo gì? Đảo dấu, nó vẫn là 0,0. Bán kính là gì các bạn? Đúng chưa cả lớp? Ok chưa các em? Tương tự, tập hợp điểm biểu diễn của anh này là gì? Thế gọi là C phẩy nhá. Đảo gì? Đảo dấu. Đảo dấu. Được chưa các em? Và bán kính mới là gì? R phẩy là M bình. Nào thầy dừng 30 giây ở đây, các em có hiểu không ạ? Ok chưa cả lớp? Ok chưa các bạn? Tiếp tục này. Vậy thì các bạn để ý điều gì ở đây? Đọc đề bài kỹ này. Tìm M để tồn tại duy nhất một số phức Z thỏa mãn hai anh này. Thế hai này tôi vẽ ra là một đường, là hai đường gì? Hai đường tròn khác nhau chưa? Đúng không các em?
tâm khác nhau, bán kính khác nhau chưa? À, nó có thể trùng đấy nhá, có thể trùng đấy. Nhưng về cơ bản là mình cứ đang nói ở hai trường hợp là hai cái đường tròn khác nhau chưa? Vậy thì khi nào để cho hai đường tròn có một điểm chung duy nhất? Đúng rồi, các bạn dùng hình học đi, bài này dùng hình học làm rất là dễ luôn. Nào, khi nào để cho hai đường tròn này có cùng một điểm chung duy nhất? Nó tiếp gì? Tiếp xúc. Có mấy trường tiếp xúc? Có mấy trường tiếp xúc em? Hai. Ôi dồi ôi, sao này thì hôm nọ dạy thầy dạy vị trí tương nó bắt cầu rồi mà, không nhớ à? Tiếp xúc ngoài. Và tiếp xúc gì? Tiếp xúc trong. Cả lớp có công nhận với thầy không ạ? Được chưa? Dùng học bài này cực kỳ nhanh luôn. Ok chưa các bạn? Rồi. Nhưng ở đây có một cái này rất là hay này. Là các em ý này. Nếu M bằng 0 ấy, thì anh này không bao giờ là đường tròn. Đúng không các bạn? Để là đường tròn thì M phải lớn hơn gì? Đúng không? Nhưng với mọi giá trị M thì M có thể bằng 0 mà. Đấy. M âm là vô lý nhá các em nhá. Bởi vì mô đun bản chất là độ gì? Độ dài. Và độ dài thì không gì? Không âm. Được chưa? M chắc chắn của mình phải dương. Nhưng ngoài ra các bạn đừng quên trường đặc biệt, đó là M bằng 0. Các bạn nhìn này. M bằng 0 thì hai anh này đều không phải là đường tròn nhá các em nhá. Nếu M bằng 0 nhá, mô đun của Z bằng 0 nhá. Đúng không các bạn? M bằng 0 thay vào đây thì trong này có mô đun của Z chưa? Cũng bằng 0 chưa? Ok chưa các bạn? Đấy, cũng thỏa mãn điều kiện của đề bài là gì? Là tồn tại một số vức duy nhất thỏa mãn hai phương trình này với M bằng 0. Và số vức đấy chính là góc tọa độ đấy. Đúng không các em? Hiểu ý thầy nó không ạ? Có một số vức duy nhất để cho thầy bằng 0, nó chính là Z bằng 0 cộng 0 gì? Hiểu ý thầy nó ra màu chưa? Có một số vức nào khác cả. Mà có thật, có điểm M thật, à có điểm góc tọa độ thật. Vậy thì bài này là các bạn nhớ là gì? Sau khi các bạn xét cái trường hợp là tách ra là qua hai đường tròn ấy, thì phải xét cái trường hợp đặc biệt này, đó là M bằng 0 vẫn thỏa gì đấy? Thỏa mãn. Tí nữa mình phải cộng cả giá trị M bằng 0 này vào đây cho đây nhá. Có hiểu ý thầy giao nó không ạ? M bằng 0 thỏa mãn rồi, bây giờ mình xét M khác gì? Khác không? À M lớn hơn 0. Khi M lớn hơn 0 thì hai này mà nó mới có gì đấy? Mới có độ dài. Mà có độ dài tức là mới có bán gì? Bán kính. Mà có bán kính thì mới sinh ra mấy đường tròn khác nhau? Hai đường tròn khác nhau. Được chưa? Bây giờ mình xét này. Vậy điều kiện thứ nhất là tiếp xúc ngoài nha các em nhé. Trường hợp thứ nhất hai đường tròn tiếp xúc ngoài này. Thì tiếp xúc ngoài điều kiện là gì các bạn có nhớ không? Đấy. Nếu mà để bản thân thầy vào trong phòng thi, thầy viết nó ra thầy cũng không nhớ. Nhưng thầy luôn luôn có một cái tư duy nhìn vào từ hình. Mọi điều kiện sẽ từ hình ra. Các bạn nhìn này. Tâm đầu tiên là 0 nhá. Tâm này là Y này. Độ dài nối hai tâm là OI không? IO đấy. Bây giờ em nhìn là để tiếp xúc ngoài có một điều kiện rất đặc biệt là gì? Bán kính đường tròn thứ nhất cộng bán kính đường tròn thứ hai chính là bằng OI không các bạn? Đúng chưa? Xong. R1 cộng R2. Ở đây chưa R với R phẩy đấy. Nào thay vào thôi các bạn đi tính thôi. Nào OI nào. Độ dài OI là gì? Lấy tọa độ sau trừ tọa độ trước là O trừ đi này. 0 trừ đi trừ 4M là trừ mấy M? Trừ 4M, và độ dài thì là căn bậc 2 của trừ 4M bình. Tiếp theo là 0 trừ đi trừ 3M là mấy M? 3M. Là 3M bình phương chưa? R thứ nhất là mấy? M. R thứ hai là M gì? M bình. Được chưa các bạn? Xong chưa? Nào, nhìn nhá. Đến đây đừng có bình phương hay về thế này. Bình tĩnh nghe thử nó này. Bên trong này là 16M bình cộng với 9M bình là 25M bình chưa các em? Thế căn bậc 2 của 25M bình là bằng gì? 5 gì? Ơ? Bằng cái gì các bạn? Bằng cái gì ạ? Căn 25 là 5 rồi đúng không? Căn của M bình bằng M ấy, có chắc không? Nếu mà chuẩn phải là chi yếu tố cái gì? Nhưng mà may cho các bạn là ban đầu M chúng ta đã chắc chắn là nó luôn gì? Vậy thì không có chi yếu tố nữa, chúng ta sẽ có là gì đây? 5M
bằng m cộng m bình thôi, phải hiểu đấy nhá. Bài giải nốt đi các bạn ơi. M bình trừ 4m bằng 0. Vậy là m bằng 0 và m bằng mấy? Bằng 4. Được chưa các em? Trường m bằng 0 lúc ấy chúng ta đã xét là chúng ta đã xét rồi và lấy rồi được chưa các em? Cái trường này không cần quan tâm nữa, chúng ta lấy thêm m bằng mấy? Bằng 4 thôi. Các lớp hiểu biết thầy giáo nói chưa ạ? Xong trường 1 chưa? Đến trường 2 mới khó này, trường 2 rất nhiều bạn là nhầm. Nào nhìn trường 2 nhá. Tâm mo này, tâm y này, độ dài OI này. Thầy đố các em để tiếp xúc trong điều kiện OI là gì? Nếu mà các bạn không nhớ công thức. Để tiếp xúc xong điều kiện của OI là gì? Nào, lại liên quan là 1 và 2 các bạn nhìn này. Từ đây đến đây là R mấy? Có phải OI sẽ bằng OA trừ IA không? Có đúng không các em? OA là cái gì ạ? Là bán kính của đường tròn thứ gì? Thứ nhất. Tức là E gì đấy? R. IA là bán kính của đường tròn thứ mấy? Thứ hai. Em thấy muốn liên hệ ra R chưa? Đúng chưa các em? Có công nhận với thầy không ạ? Nếu em gật đầu thì chúc mừng em, các em đi thi sẽ đi bể của bộ lừa. Các bạn biết tại sao không? Đấy. Pau. Thầy nói lại nhá. Không có gì chắc chắn để M bình luôn lớn hơn M cả. Trừ khi M của tôi là một số lớn hơn 1 thì điều đấy chắc chắn đúng. Nhưng với giá trị M dương thì M có thể nằm trong khoảng từ 0 đến 1 hoặc lớn hơn 1 mà. Được chưa? Vậy thì để cho chắc chắn bài này và các bạn đỡ bị đau đầu ấy thì các bạn thêm ra cái trị là gì? Trị tuyệt đối. Đấy, trị tuyệt đối là để đảm bảo là gì? Dẫu cho cái thằng đường tròn to này, cái anh R này có lớn hơn R phẩy hoặc là R phẩy lớn hơn R thì cái công thức này vẫn luôn gì? Luôn đúng. Được chưa? Và khi giải như thế thì em giải ra M mới đầy đủ hai trường hợp. Hiểu ý thế đó không ạ? Nào chúng ta giải nhá. IO thì vẫn là bằng mấy đây? 5M. Bên này sẽ là M trừ M bình. Vậy các em chia mấy trường hợp ra? M trừ M bình bằng 5M. Và M trừ M bình bằng trừ 5M. M sao bao nhiêu đây? M bằng 0 này trùng cho các em. M bằng âm 4 thì loại bởi vì nó âm đúng chưa? Vậy chúng ta lấy thêm m mấy? 6 thôi. Vậy tổng có mấy m các bạn? 3m. Bạn lấy lại 2 rồi. M bằng 6 với m bằng 4 là mấy đây? 2. Nhưng mà m bằng 0 lên mình check là đúng không? Vậy câu này phải là mấy m? 3m. Nhá. Cho đáp án nào. Tiền nó hỏi cái gì nhỉ? Tổng à? May cho các bạn nhá, bài này nếu lấy tổng thì em có lấy m bằng 0 hay không không quan trọng. Bởi vì 4 cộng 0 cộng 6 thì vẫn bằng luôn luôn bằng mấy? 10. Vậy mình cho đáp án gì đấy? D. Các bạn hiểu chưa? May đấy, bài này mà hỏi số nghiệm m nguyên là ối thằng sai câu này. Đấy, thầy không hiểu các bạn như nào là bây giờ còn hạ 80 ngày cuối. Nào các em nhìn hết lên trên bảng này. Câu này đầu tiên thì hỏi các em là chúng ta sẽ cần tìm mấy trường hợp đây? 2 á? No, 2 là sai rồi. Thứ nhất này, có hai nghiệm này thì người ta không bảo là hai nghiệm phân biệt, tức là có thể xảy ra trường nghiệm kép, đúng không? Đấy, nhưng ở đây nó bảo là không là số thực. Thế các em học phương trình bậc 2 rồi nhá, delta lớn hơn 0 là có hai nghiệm phân biệt nhưng mà là nghiệm thực. Và delta bằng 0 thì là nghiệm kép, nhưng nó cũng là nghiệm gì? Nghiệm thực. Vậy thì khi nó bảo là không là số thực, tức là mình loại luôn trường delta dương và delta bằng 0 đi chưa? Và chúng ta chỉ xét delta nhỏ hơn gì? Các em hiểu ý thầy nó không ạ? Tất cả những cái bài này này, cái bài liên quan cái này ấy, là các bạn nhớ là đã thi rồi. Trong 3 năm gần đây là thi như là 2 lần. Ngay năm ngoái đã thi một câu rồi nhá. Được chưa? Và cái những cái cho cái thông tin Z1, Z2 là hai nghiệm hay là hai nghiệm phân biệt là số thực là số ảo nó, các bạn đọc rất là kỹ rồi. Đấy, bởi vì em không hiểu người ta nói cái gì em sẽ là sai điều kiện ngay lập tức. Bơ mình tính delta này. B bình là A bình trừ 4 lần nhân A là 1 rồi nhân với C là B. Đúng chưa? Và điều kiện này mình không giải quyết được bởi vì có hai ẩn.
Tiếp theo là như thầy vừa phân tích, nếu theo điều kiện của bài này thì chúng ta chỉ cần xét delta nhỏ hơn 0 thôi. Và đến đây các bạn sẽ tìm luôn. Đấy, thầy nói với các em rồi, hãy hiểu bản chất và nhớ thầy hai chữ linh hoạt, mình hiểu nó, đúng không ạ? Đừng có học vẹt. Khi anh này là số phức nhá, thì thầy là module, và hai số phức này là liên hợp của nhau, đúng không? Rõ ràng nếu các em để như thế này ấy, thì các em sẽ không thể làm được gì cả, kể các em VS ngay từ bây giờ cũng không thể VS được. Thế nhưng nếu em học chủ đề 1 một cách nghiêm túc ấy, có thấy đây là dạng hai số phức bằng nhau không? Và khi thầy dạy hai số phức bằng nhau thì dạy các em là gì? Thường tất cả những bài hai số phức bằng nhau thì chúng ta luôn đặt Z bằng A cộng B gì? BI. Hoặc là Z bằng X cộng Y. Chính là cái dạng 6. Cái tờ thì nói về là bảo là về các em làm dạng 6 đi. Không bạn nào hỏi thầy, ok thầy cứ coi như mặc định làm được rồi, thầy skip. Nhưng đến thầy với các em hôm nay, nếu mà thầy dở ra, các bạn cũng lại không ai làm thêm một câu nào cả. Vậy thì các bạn phó mặc cái số phận các bạn đỗ đại học hay không ở cái việc là gì? Các em đi làm những cái đề rất lung tung. Một đề em chỉ ôn được một câu thôi, mà nó là một câu một dạng random bất kỳ trong chương số phức, đúng không? Hoặc là hai câu một câu, 8 cộng một câu, thầy không tính câu dưới 7 điểm nhá. 8 cộng với 9 cộng. Thế trong khi thầy cho một loạt các cái câu trong các cái đề sở, từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, thì các em không làm. Bây giờ nhá, sau khi mình phân tích là gì ạ? Là à, bài này nó giống cái chủ đề 1 này, để cho hai số phức bằng nhau thì bước đầu tiên các em sẽ nghĩ được là em đặt Z1 bằng X cộng Y. Tại sao bằng X, Y mà không AB? Bởi vì AB thì em đặt nó sẽ bị trùng ký tự và em sẽ bị nhầm. Đấy chưa? Thế thì thằng Z2 của mình sẽ liên hợp của thằng này. Và cái biểu thức ban đầu ấy chúng ta thay vào này sẽ là cái gì ạ? Module của số phức Z1 là gì đấy? Ở X bình cộng gì? Y bình. Thằng này sẽ là X trừ Y cộng Y nhỏ trừ 3. Được chưa các em? Ok không ạ? Đến đây thì mình không thể làm được gì nữa. Thế các bạn nhớ là gì? Cái bài phương trình bờ 2 của số phức này 90% là sẽ dùng VS. Thế thì khi mà các em vướng, các em thử VS này, xem điều gì xảy ra. Z1 cộng Z2 nhá, bằng này. Lấy hai này cộng vào với nhau chưa các em? Thằng này giống hệt nhau nhưng mà chảy dấu cộng vào bằng không chưa? Vậy là mấy x? 2x. Được chưa? X, Z, à, Z1 nhân Z2 bằng bao nhiêu? Nhớ luôn công thức nhá, hai số phức liên hợp nhân với nhau thì luôn bằng thực bình cộng ảo gì? Ảo bình. Hoặc là không thì em nhẩm lại, em nhân tự nhân lại thôi, A cộng B nhân A trừ B. Đấy, thì bằng A bình này trừ đi B bình. Đấy nhá, thì Y bình phương lên là trừ 1 đúng không? Trừ trừ là gì? Đấy, một là nhớ, hai là thầy không nhớ thì thầy cứ làm bản chất. Rồi đến đây thì chúng ta có điều gì? Chắc chắn ở đây em sẽ phát hiện là nhìn vào cái điều thức chúng ta, cái đề bài cho các bạn phát hiện X bình cộng Y bình bằng cái gì không? X bình cộng Y bình bằng mấy đây? Bằng Z1 nhân Z2 đúng không? Đây mới là mình xử lý là từ cái điều kiện mình đặt thôi, còn mình chưa VS. Bây giờ bắt đầu mình mới VS này, liên quan đến AB này. X1, à Z1 cộng Z2 bằng gì? Trừ B chứ gì? Trừ B trên A. Trừ B trên A. Z1 nhân Z2 bằng C trên A chưa? B trên 1 là mấy? Đúng không các em? Đề bài hỏi AB chưa? Cho một đẳng thức chưa? Thì chắc chắn mình hiểu là gì? Tất cả biểu thức Z1, Z2 ở đây chúng ta sẽ hướng đến việc đưa về A gì? AB đúng không các em? Đây, X bình cộng Y bình bằng B. Thế tại sao chúng ta không thay vào đây nhỉ? Hiểu ý thầy nói không ạ? Vậy thì đẳng thức này chúng ta sẽ trở thành cái gì? Đấy, sao tương đương nhá. À, sao suy ra đi. Y nhỏ nhân căn bậc 2 của B. Dừng đây đã. Đến đây là X trừ Y nhỏ. À, X trừ Y. Đấy, bây giờ mình làm thế nào để tôi đưa về AB? Đây, có luôn X chưa? X sẽ bằng gì? Ừ. Trừ A trên mấy? Thay vào đây. Nào, Y thì sao ạ? Y thì sao các em? Nào, hãy suy luận, hãy linh hoạt nào. Vào vòng thi không có thầy hướng dẫn cho các bạn đâu, các bạn phải dùng bản năng của em thôi.
Bây giờ mình muốn rút y đúng không? Ở đây x là theo này, x bình cộng y bình theo b thay theo b rồi, x thay theo a rồi. Bây giờ giá như y của tôi cũng theo a hoặc b là xong bài đúng không? Y bình bằng gì? Bằng b trừ gì? Trừ x bình. B trừ x bình. Mà x ở đây là mấy? Được chưa? Vậy chúng ta sẽ có là b trừ đi a bình trên mấy? Được chưa các em? Mình sẽ thay vào đây. Đúng không các bạn? Hiểu ý này nó không ạ? Rồi. Nhưng cứ từ từ nhá. Đừng có vội vàng, mình nhận xét tiếp này. Ở đây sau khi thầy thay vào nhá, cả kể mình thay xong rồi này. Rồi. Thế nhưng mà ở đây mình muốn giải quyết cái anh này thì mình làm tiếp như nào? Bởi vì là nếu mà thầy thay vào nhá, thì cái thằng bên trái của chúng ta có căn B, bên phải của thầy có A, thằng này sẽ có AB, tức là đang là hai phương trình mới ẩn, hai ẩn. Được chưa? Thì mình giải bài này như nào? Đấy, các em thấy hậu quả của cái việc các em về không làm bài không? Chủ đề 1, thầy dạy kỹ năng quan trọng nhất là gì? Giải hai số phức bằng gì? Bằng nhau. Nếu em học bài 1 nghiêm túc nhá, thì em sẽ hiểu là gì? Khi gặp một đẳng thức cho hai số phức bằng nhau thì để giải quyết rất đơn giản. Hai ẩn lúc nào giải được? Bởi vì chúng ta cho phần thực bên trái bằng phần thực bên gì? Bên phải. Phần nào bên trái cho phần nào bên gì? Bên phải là xong bài chưa? Đấy, làm sao các em không nhớ? Bởi vì các em không làm bài. Bây giờ nhá, thầy cứ để nguyên này nhá, thầy chưa thay vội nhá. Mình sẽ áp dụng cái quy luật là gì? Thực bên trái bằng thực bên phải. Bây giờ thầy hỏi các em thực bên trái là bằng bao nhiêu? Thực bên trái mà lại căn x một điểm về chỗ là không. Ồ đúng không các em? Thực bên trái là không chưa? Thế thì trước khi thầy thay nhá, trước khi thầy thay, đừng thay vội nhá, mình hãy đưa về cái đấy trước đã, rồi hãng thay sau. Mình cứ để nguyên này. Thực bên trái là không, thực bên phải nào? Nào bên phải mình rút gọn đi nào. Có phải là gì đây? X trừ 3 cộng với 1 trừ y lớn bằng... Có đúng không các em? Ok chưa? Thực bên trái là không, thực bên phải là x cộng 3. Vậy chúng ta sẽ có là không bằng x trừ 3. Nhầm thành x trừ 3 mà đúng. Đấy, thế nào thấy các lớp biểu chưa? À bên trái là gì ạ? Là thằng căn này gì? Bằng ảo bên này đúng không? Bây giờ đến đây thầy sẽ nói lý do tại sao thầy thay chưa thay vội. Bởi vì nếu em thay vào ấy thì em tự nhiên làm khó vấn đề lên. Mình đưa như này đi, sau bắt đầu chúng ta mới làm này, việc tiến hành việc thay này. Đầu tiên là x sẽ bằng trừ a trên mấy? Trên a. Thay vào đây tìm được a chưa các bạn? Trừ a trên 2 trừ 3 và bằng bao nhiêu các em? Trừ mấy? Trừ 6. Đấy, thế là xong rồi đấy. Được chưa các bạn? Tiếp theo là gì? Đây này. Bây giờ tôi sẽ thay từng vấn đề một nha. Mình sẽ phân tích là thay làm sao cho khéo để giải cho nó dễ này. X bình cộng y bình là mình ok này. X bình cộng y bình của mình thì là nó là B rồi. Ok, tôi cứ thay B và mạnh dạn thay B vào đây. Là căn B. Nhưng cái thằng y này này, ở đây của mình là 1 trừ y đúng không các em? 1 trừ y của mình thì mình mới có y bình nên mình chưa có y. Có đúng không? Đấy, bơ làm như nào đây? Mình thay vào luôn à? Nếu mà thay vào thì đây mình phải căn bậc mấy đấy? Đúng không? Liệu có ổn không? Hay là các em định làm như thế nào? Mình căn bậc 2 ra thì mình phải chia 2 trường hợp. Đúng không? Nếu mà các bạn dùng cái dữ kiện này nhá, thì đây này, thực tế là y của mình nếu mà rút ra sẽ là cộng trừ căn của b trừ a bình trừ 4. Vậy nếu mà liệu tôi thay ở đây hai trường hợp, liệu có mất thời gian không? Và ta có cách nào giải nhanh hơn không? Qua 30 giây. Đấy. À, bây giờ thầy sẽ nói cho các em nhé. Đấy, cho nên là các em về phải làm bài vào. Thầy xin các bạn đấy, bỏ đề thì đã bảo rồi. Cái khóa này, cái quá trình là cái quá trình tổng ôn và luyện đề. Tại sao không phải là khóa luyện đề? Bởi vì để cho các em làm đề ở thời điểm này ấy là các em chết luôn. Luyện đề vẫn phải làm nhưng mình phải tổng ôn.
Được chưa? Mình phải làm học hết đầy đủ các dạng đã. Sao các em không nghĩ một cách đơn giản là ở đây mình tìm được x chưa? X mình tìm được chưa? Chưa. X bằng mấy đây? Thế tại sao là mình cứ phải thay vào để mình đi tìm B, trong khi mình có thể thay x vào đây mình tìm được y không? Có hiểu với thầy nó không ạ? Đúng không? Mình có hai sự lựa chọn mà. Thì các bạn phải tư duy như đấy. Thầy đang giả dụ cho bạn, nếu mà bạn cố gắng bạn rút ra, bạn thay vào, bạn giải cái thằng này cực kỳ khó luôn, chết ai trong ngực. Thế tại sao mình không làm đơn giản như này? Tôi đừng rút nữa, tôi cứ để đấy như thế đã. Nào, ở trên có phải mình nhẩm là x bằng mấy đây? Đúng không các em? Thầy thay vào dưới này, 9 cộng y bình bằng 1 trừ y, chả nhẽ phương trình bậc 2 của y không giải được. Đúng không các bạn? Ok chưa? Nào, bình phương hai vế lên, 9 cộng y bình, bên này sẽ là 1 trừ 2 y cộng y bình. Giải cho thầy y ra bằng bao nhiêu nào? Rất đơn giản. Bằng bao nhiêu ạ? Mấy? Y bằng 5. 1 một, một, một y thôi ạ? À? Đúng chưa? Trừ 4 á. Các bạn trong Zoom có gì không hiểu bật mic hỏi nhá. Trừ 4 đúng không? Y bằng trừ 4, một nghiệm duy nhất. Ok. Dễ không? Còn dễ không các bạn? Bây giờ quay đi lại tìm AB đúng không? A thầy biết chưa? Y thì biết rồi, gì? B nằm ở đâu? B này. Y biết chưa các bạn? X biết chưa các bạn? Có thấy cái cách giải nếu mà mình khôn khéo mình làm rất là dễ đúng không? Suy ra gì? Đấy. Suy ra cho thầy B nhá. Sẽ bằng X bình cộng Y gì? Y bình. Đây này, ngay từ đầu của mình X bình Y bằng B mà. X bình là 3 bình bằng 2 mấy? Xong bài chưa cả lớp? Người ta hỏi gì? P bằng gì đây? Chưa xong đâu. Nghe nó này. Bài này các em làm xong AB em đã tìm điều kiện chưa? Nếu bài này ấy mà đáp án nó cho ra T luôn ấy, mà mình chỉ giải ra một cặp AB thì không cần check điều kiện nữa. Các bạn biết tại sao không? Sự lỗi logic thôi. Tôi giải ra một cặp AB mà nếu mà cặp AB đấy không thỏa mãn thì trong bốn đáp án phải có trường hợp là không có cặp AB thỏa gì. Tiểu biết thế nó không ạ? Còn khi mà đáp án nó không có anh đấy thì kiểu gì cặp AB của mình phải có, nó chả thỏa mãn rồi. Nhưng mà vẫn cẩn thận nhá, đề của bộ lúc bạn lừa mà các bạn. Kiểm tra này. A thì bằng A bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ 6. Trừ 4 nhân B là mấy? B là 25. Có đúng âm không? Thỏa mãn chưa? Rồi thì tính T đi, xong rồi đấy. 2 lần A, 2 lần của trừ 6 cộng với B là 25. Sao đáp án là gì? Ừ, có đáp án không các em?